Một mùa Noel ấm áp, an lành đang đến rất gần. Những ngày này thì trên khắp phố phường hay trong các cửa hàng, nhà dân đều rộn ràng tiếng nhạc và lấp lánh ánh đèn trang trí. Tuy nhiên, không chỉ có các con đường tại thành phố Phan Thiết được trang hoàng lộng lẫy chào đón Giáng sinh, mà ở các cơ sở lưu trú, không khí lễ hội cũng đã bắt đầu nóng lên. Các đơn vị cho biết, việc trang trí hình ảnh, ánh sáng cho resort đón Giáng sinh và năm mới 2023 đã hoàn tất vào những ngày đầu tháng 12. Bên cạnh sự chuẩn bị tốt nhất, nhu cầu về giải trí, thư giãn và thưởng thức ẩm thực, hầu hết các resort khách sạn từ 3 đến 5 sao đều tổ chức các chương trình phục vụ khách du lịch vào đêm Noel 24 tháng 12, chào năm mới 31 tháng 12. Có đơn vị thậm chí đã khởi động mùa lễ hội bằng nghi lễ thắp ánh sáng cây thông Giáng sinh. Tại đây, khách được tự tay trang trí những trái châu, những ánh đèn và ngọn nến để làm bừng sáng cây thông. Nhiều du khách tỏ ra thích thú với hoạt động này. Đây là lần đầu tiên chị tới Phan Thiết với Mũi Né. Thấy bờ biển quá đẹp, rồi khí hậu thì thoải mái. Tôi rất thích nghi thức này, rất là dễ thương. Được tham gia nghi thức trong không gian mát mẻ, trầm lành bên bờ biển cùng với gia đình khiến tôi rất vui. Cả gia đình tôi cũng vậy. Dịch vụ ở đây rất tốt nữa. Theo các cơ sở lưu trú, dịp lễ Giáng sinh và năm mới, lượng khách quốc tế chiếm từ 8 đến 10%, chủ yếu đến từ một số nước như Bắc Âu, Anh, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN. Lượng khách nội địa dự báo sẽ còn thay đổi khi khách có xu hướng đặt phòng vào phút cuối. Vì vậy, các đơn vị vẫn đang tích cực giới thiệu các sản phẩm để thu hút khách đến với thành phố biển.